Chuột diện đu quyển ta nha. Đu quyển bự. Tập hành trình U Minh cả nhà ơi, hôm nay đi bán à. Mọi người à. Mai mốt. Mấy anh đi câu á, cả năm nữa đi qua lên sao đó thì đi đủ việc cá chê khổng lồ vậy yeah, nha. Còn cỡ 2-3 ký luôn á. Mai mốt á là người ta nói câu á là ghét nhau đừng có hãm hại gì nhau, rủ đi rừng. Rủ đi rừng. Nghe ai đặt nghe hả? Chị xuống đây, chị xuống đây, chắc phải. Chị xuống đây, chạy lắm rồi. Chạy lắm rồi, cá. Em đi rồi mới đi theo bác sĩ nữa. Chú hay cái tên mày cái gòn phải không? Dạ. Cái gòn, trở lại hết đi cái gòn. Đâu có cái đầu này nè. Cho cái xào. Cái đầu thôi hả? Nhóm cái này tới rồi. Cái phòng ác lắm. Gì? Này hả? Có không? Không có chứ. Không có. Đây, một mình một lát nữa cả nhà ơi. Này đi có 6 anh em chia ra 3 hướng. Hai người ra KT, đang nhìn vô 19 tiếp. Đây 3 anh em đến cái đất kia rồi. Cả nhà ấy. Tới con đường dược láng tiếp. Hôm nay có dược láng nữa cả nhà. Nay không chống nổi rồi, nay lội sông kéo cả nhà. Nước cạn lội sông kéo. Cỏ ra cứng nhắc cái gì mà chống nổi rồi. Giết mình á.
Đã đến mục tiêu cả nhà ơi. Tục vượt láng, hành trình vượt láng. Quá mệt. Quá thả. Cũng như mọi khi. Cũng như mọi khi cả nhà. Nghỉ mệt xong đăng rồi mấy chiến đấu nổi. Lên cần chiến đấu cả nhà. Ước hết áo không? Dù cái này mệt quá. Chiến mẫu hột mít nha, này hột mít lọt sơ súng 1.8L nha. Lúc này cũng không có cá gì nhiều, đánh lưỡi nhỏ, cũng không có cá lớn. Thank you.
Rồi, nay vượt đáng thất bại cả nhà ơi. Vô đây không có con nào luôn. Chống gà thôi. Chống gà chắc đi kiếm thắt lát nữa quá. Không ổn rồi. Chui vô đây không kiếm được con nào, quá mệt. Bắt đầu hành trình ra cả nhà. Lên. Luôn qua wow, cái ruộng biển này nha. Wow. Yeah. Ngon không? Cái ruộng biển nha, bằng tay. Khuê. Rùa biển cá rùa biển.
vô biển. Vô biển ơi, vô biển. Thật là hắc. Lát tưởng vô biển không? Bóng tượng. Biển rùi lắm ta nha, biển bự. Rồi rồi biển bự nha. Wow, quá đã luôn. Đây quá phê. Bày câu biển nha, cá không lớn cá nhỏ không được mấy con bự. Lên lên hàng thắt lát. thắt lát bự luôn đó nha. Một con này rất bự nhất luôn hồi sáng giờ á, hay quá bự. Quá đã luôn. Trời mưa này co tay đúng bài. Hôm nay hai bốn con thắt lát, thắt lát bự bự không nha. Nay được 2, 4, 6, 8, 10, 11 con gô biển, này bự, hai con bự, hai con cá gì quên tiêu này. Vô đi thôi, để
nâng cao chất lượng của lưới câu thì lưới câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành giam nó cả nhà, giam qua nhiệt cho nó cứng lại, tăng độ cứng của lưới câu lên. Đây, đưa vô lò giam. Đây giam một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Tiếp trình anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa giam, lưỡi đã giam nha, cái chưa giam này, nghe âm thanh này. Lưỡi đã giam đây nè, âm thanh nghe rất cứng nha. Đây mẫu sau khi giam nó có màu hơi vàng vàng. Cái bọc không cái đêm một phép xe 40 anh em ơi, lưỡi này 2 ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1.5 lạng tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng và bén.